Thưa quý vị, ở quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, mặc dù điều kiện trang thiết bị còn thiếu thốn, nhưng các y bác sĩ nơi đây vẫn luôn nỗ lực giúp cán bộ chiến sĩ ở các đảo và ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trạm xá đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, từ lâu đã là nơi khám chữa bệnh của người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo và ngư dân trong khu vực. Ngày hôm nay, chị Bùi Thị Kim Ngọc và gia đình cùng đến khám tại trạm xá. Được sự quan tâm thăm khám tận tình của các y bác sĩ, chị Ngọc đã yên tâm hơn về sức khỏe của bản thân và gia đình. Đây, bác sĩ rất tận tình với bệnh nhân, chăm sóc chu đáo, nên tôi rất an tâm về cuộc sống trên đảo như thế này. Không riêng chị Ngọc, nhiều chiến sĩ và các ngư dân đánh bắt xa bờ trên ngư trường cũng coi bệnh xá trên đảo là chỗ dựa. Không chỉ đưa ra các chuẩn đoán, lời khuyên, cấp phát thuốc, nhiều ca bệnh khó cũng được các bác sĩ mổ và chữa trị kịp thời ngay tại trạm. Trong quá trình công tác ngoài đảo thì tôi nhớ nhất một trường hợp cấp cứu bị viêm ruột thừa. Thì trường hợp này viêm ruột thừa là ngày thứ hai, nghĩa là cũng khá là muộn. Bệnh xá tổ chức phẫu thuật cắt ruột thừa viêm cho bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật thì ở bệnh nhân này thì đáp ứng kém với thuốc giảm đau là một, hai là trên nền bệnh nhân là có bệnh tăng huyết áp. Sau 2 tiếng thì mới phẫu thuật xong, nghĩa là cắt được ruột thừa cho bệnh nhân và đảm bảo bệnh nhân huyết áp ổn định. Mặc dù điều kiện về nhân lực, vật lực trên đảo còn nhiều thiếu thốn, nhưng bằng sự nỗ lực và kinh nghiệm của mình, các y bác sĩ ở Trường Sa đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ chắc tay súng, đồng thời góp phần tạo sự an tâm cho bà con trên đảo và ngư dân trên các ngư trường truyền thống. Lúc 2 giờ sáng em có đau bụng và em cứ nghĩ là đau bình thường rồi một lúc rồi thôi, nhưng nó đau quằn lên từng cơn. Hơn 30 phút rồi em mới gọi cho anh phân đội trưởng của mình, rồi dắt em xuống bệnh xá, rồi gọi cho bác sĩ trưởng xuống khám và bác sĩ chuẩn đoán là viêm đại tràng. Và sau đó bác sĩ trưởng cấp thuốc cho em uống, rồi giờ bệnh của em cũng đỡ hẳn, nhưng mà vẫn đang trong quá trình theo dõi. Trong cái quá trình khám cấp cứu điều trị thì có nhiều trường hợp là về số lượng bệnh nhân vào đông, như những đợt cao điểm của ngư dân đi đánh bắt cá thì cái lượng bệnh nhân vào đông thì cũng cán bộ chiến sĩ ở trên toàn đảo như là chỉ huy các cấp quan tâm tạo điều kiện cho bệnh xá, và chính bệnh xá cũng sử dụng hết cái nội lực của mình để cố gắng hết sức để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Với các y bác sĩ nơi biển đảo xa xôi của Tổ quốc thì đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi được cống hiến phụng sự nhân dân. Những việc làm của họ đã để lại trong lòng nhân dân trên đảo nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với danh hiệu cao quý, lương y như từ mẫu.